Vâng, chào các bác, em mới về được hai siêu phẩm gọi là cực kỳ mới, mới như là thiếu mỗi thùng xốp thôi. Bác nào sưu tầm thì alo, chỉ có em về được hai con nha. QC1450, một con model rất là hot ở những phân khúc dưới 10 triệu. Và nó là đời cao nha các bác, sử dụng nguồn xuyến nha, chỉ rất là lớn. Và chạy là 20 sò, 8 tụ lực nguồn, 1400W nha các bác. Rất là mới nha, nói chung là kiến công luôn. Những con này xuất châu Âu, điện 220-240 rất là tiện cho các bác sử dụng. 200 loa, 100 loa mỏ chim bắp chuối và 100 loa Nutrix chuyên nghiệp nha. QSC1450 hai volume phía trước, và đây là cái nắp của nó, nói chung là đẹp keng sà beng luôn nha. Em tuyển về được hai con, giá là 9 triệu, bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây 35. Đây là dây nguồn của em nó, mời các bác cùng xem đồ đẹp nha. Đây là con phía bên phải này, đấy, đẹp mới kiến công nha. Đấy, rất là mới. Và bên trong các bác sẽ thấy được một cái tầng phô và keo, keo chỉ còn nguyên. Và những đặc trưng ở QC thì âm thanh nó rất là lực, và các bác sẽ thấy được những cái trở rất là lớn, nó sử dụng trở và cấu hình rất là lớn nha. Hay là phần nguồn cũng là phần chiến điện, và hai cái cầu chỉ sớ còn nguyên. Hay là phần nhận tín hiệu đầu vào, phần trạm loa, và bên này cũng vậy nha các bác. Phía sau của nó thì có trang bị hai cầu loa nha các bác, hai cầu loa nha. Đây là đường cắm điện vào, hai cầu loa, đường tín hiệu đầu vào có 6 ly ba lăng này. Đây có trạm loa là Nutrix chuyên nghiệp này. Đây các bác cắm Nutrix hoặc là cắm bắp chuối mỏ chim. Đây, còn nguyên nha, chưa khui bắp chuối luôn các bác, chưa khui luôn nha. Như hàng tồn kho luôn nha. Có được hai con nha các bác, bác nào lấy thì alo cho em nha. Được cái con này về được hàng châu Âu, còn hàng Nhật, hàng Mỹ là điện 110. Về được hai con mới kiến công nha, đã 9 triệu một con nha các bác. Đấy, rất là mới nha. Bác nào về xài bắp chuối thì phải khui này ra, tại vì nó chưa dùng nên là chưa khui. Giá 9 triệu bao ship nha các bác, chỉ còn đủ em bớt 200, còn 8 triệu 800. Và được tặng kèm một bộ da ba lăng, nếu các bác cọc tiền thì cọc 1 triệu trở lên em ship hàng. Được này, em về được hai con. Bác nào có chốt hoặc lấy hai con chơi cấu hình 4 kênh luôn thì lấy luôn hai con. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Vâng, tiếp tục là em có về thêm một con Watford Pro 1X1000. Con này khủng lắm nha các bác, 1500W, là đối tác các bác là mình chơi loa lớn mà ở phân khúc đầu tư nó rất là chất lượng. Chỉ với là con này thì lúc trước em phải có về một con, em giao cho một bác Sài Gòn là 7,5 triệu. Đợt này về giá nó tốt hơn nha các bác, là đỡ hơn vài trăm. Con này hiện tại em giao các bác là 7,2 triệu, bao gồm phí ship nha. Rất là đẹp nha, đặc trưng của dòng Watford của Anh Quốc thì thiết kế cực kỳ sang, là dòng đời cao, dây nguồn hàng châu Âu nên là điện 220-240. Trang bị là trạm loa bắp chuối mỏ chim và trạm loa Nutrix chuyên nghiệp với công suất khỏe 1500W. Các bác chơi những cặp full 40 hoặc là chơi nhiều loa ở gia đình như là 2-3 cặp boss thì với cặp con này thì các bác đánh tuyệt vời. Đặc trưng Watford tiếng rất là sáng và mạnh nha các bác. Model 1500W. Và đường tín hiệu đầu vào 6 ly ba lăng. Và khi các bác mua những con bao con đẩy bên em thì đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng để các bác nối từ vang nha. Và nếu các bác có vang nữa thì các bác nên ghép một con vang trên này để vừa nghe vừa hát. Hay là hai volume phía trước, con này đánh trở kháng rộng nha các bác, 2 ohm đến 8 ohm, nên là các bác chơi loa full loa nhiều loa thì nó xuống 2 ohm rất là tiện nha. Với công suất khỏe và giá thành đầu tư hợp lý mà chơi ở tầm phân khúc mà hơn 7 triệu một tí, các bác đã sở hữu một con Watford của Anh Quốc và chơi được loa bass 40 hoặc là full 30 kèm thêm một cặp full 20. 7,2 triệu bao gồm phí ship nha các bác. Giá thì em cân đối rồi, tại vì đợt này về có một con này, đợt trước về một con. Này về một con. Đấy. Mới dòng đời cao nên là nó rất là mới các bác. Nó chạy nguồn xuyến nha, nguồn xuyến 8 tụ lực nguồn. 8 tụ lực nguồn. 8 tụ lực nguồn các bác. Dây rất là lớn nha các bác. Là phần chuyển điện và nguồn xuyến nha. Là phần công suất, hiệu suất âm thanh và những thì dòng này nó sử dụng trở kháng như những dòng QC nên là rất là mạnh nhau, trở kháng rất là lớn nha. Tiếng đặc trưng của em này là sáng cực kỳ nha, sáng hơn cả cao boss luôn, cover luôn nha các bác. Tắt từ lục ngột hoạt động là cực kỳ êm, hoặc nó rất là êm nha các bác, nghe nhạc hát karaoke hay cái rất là còn keo hết nha. Đấy,
cho gia đình tầm gần hơn 7 triệu một tí, các bác đã sở hữu con Watt Fulton S1000 1500W. Nếu các bác không lấy dây ba lăng thì đợi còn lại là 7 triệu, còn lấy cả dây ba lăng thì 7,2 triệu bao gồm phí ship nha, tất cả zin đét hết nha các bác, còn nguyên keo nguyên đồ đầy đủ hết nha. Đây có thấy nguyên keo này, đây, nguyên keo hết luôn nha. Đấy, nguyên keo hết tất cả những cái rách này. Dây nhờ chắc nịch luôn nha, một con duy nhất nha các bác, 7,2 triệu. Bác nào chốt thì alo cho em nha, 1500W, 7,2 triệu bao gồm phí ship, điện là 220 đến 240. Vâng, và sau đây em lên chi tiết con Crown Macrotech 601 phiên bản nâng cấp của con 600. Con này thì đẹp cứng cựa luôn, các bác làm sưu tầm thì liên hệ liền cho em chiến lấy con này về chơi. Nó đẹp, giả mang đây các bác thấy nhìn độ nét nó này, từ những cái volume đạt hết tất cả cái tiêu chí các bác đang cần. Với các bác còn khó tính nhất thì con này vẫn là làm cho các bác sao lòng về độ mới cũng như độ chất của sản phẩm này. Tí nữa đi vào bên trong các bác sẽ thấy. Thì vừa rồi thì nó về thì em cũng đã quay sơ sơ và ở trong những video hàng về rồi, ở video hàng test rồi. Đấy, con này là Crown Macrotech 601, thì cấu hình nó cũng như 600 nha các bác, cũng chạy là 24 sò, 16 con sò sát vương miệng và 8 con sò thang dây nguồn, có thể thành nội địa nha, xin sò nha các bác. Đấy, các bác nào chơi đồ nội địa biết rồi, nội địa luôn máy đỉnh, tem nhôm mới tinh. Crown Macrotech Wood à, điện 110 nha các bác. Đường tín hiệu vào nó có 6 ly và 3 lăng, các bác xài đường nào cũng được. Khi các bác mua những con bao xịn bên em thì đều được tặng kèm một bộ dây 3 lăng xịn nha. Và trạm loa, các bác ngắm cái trạm loa giúp em này, phê chưa? Lâu lâu mới có được những con thế này chứ không phải lúc nào cũng có nha các bác. Hàng bãi thì nó có muôn vàng, mà tuyến hàng đẹp và có được những con gọi là nó cứng cựa như thế này, các bác thấy nó sơn nhìn cực kỳ yêu luôn. Thì bên hông con này giá 12 triệu nha các bác. Lần này em đấu mạng về giá tốt, đợt trước nó tới 12 năm lần á. Đợt trước không có hàng đó. Cách đây là đầu năm đó, là con này về khoảng 12 năm. Anh em về là giá là 12 triệu nha. Tùy thời điểm nha các bác. Nhập cao thì em bán lên giá, còn có lúc nhập giá tốt thì giao các bác giá tốt vậy thôi. Là con này 601 là con này đẹp nhất các bác, nó cực kỳ nét. Hoạt động cực kỳ êm ái nha, quạt rất là êm, đặc trưng của dòng Crown rồi. Những con máy chắc bãi chưa qua tay người dùng Việt Nam nha các bác. Sau đây em mời các bác cùng đi vào bên trong nha. Bác nào yêu thích thì alo cho em, chiên con đủ em bớt 200, còn 11,8 triệu. Còn cọc tiền thì vẫn giá 12, cọc thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng, triệu 2 triệu gì đấy trở lên. Nói chung là 10% các bác, em ship hàng tặng nơi tất cả các bác giao hàng tặng nơi. Vâng, đây là nội thất bên trong em nó. Các bác sẽ thấy được là mỗi vé là 8 con sò sắt vương miệng nha. Và 4 con sò thang. Đây, các bác thấy đồ đẹp của nó này nha. Đây là hai tủ lục nguồn cho hai vé trong này. Còn 601 nó sẽ có một cái phần sexy 7 màu bảo vệ hai cái thân phô bên trong. Hay là phần tản nhiệt các bác thấy. Quạt sáng tròn mới tinh. Đây, đây các bác. Tổng là 16 con vương miệng và 8 con thang. Đây là 4 con này. 4 con 8 thang. Đây là phần nhận tín hiệu đồ vào, chạm lo, có thay đồ mới chưa. Hàng sưu tầm nha các bác, bên em làm hàng tuyển hàng đẹp để phục vụ các bác với những cái sản lượng sản phẩm nó chất lượng, giá cả hợp lý. Crown Macrotech 601 mà trắng nha các bác. Nhìn như mới xuất xưởng các bác nha. Con này trên tổng kho rất là mới. Rồi em sẽ phép lại dừng video. Bác nào chốt em này để chơi và sưu tầm trưng bày trong phòng khách thì alo cho em nha. Giá 12 triệu. Liên hệ em chiến qua hai số điện thoại này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh em nha.